Hàng rào tre này là bức bách ngăn cách hai không gian hoàn toàn trái ngược nhau. Bên ngoài là đường khuất di tuyến ồn ào xe cộ, còn bên trong là một khoảnh ao yên bình gợi nhớ đến vùng chiêm trũng của đồng bằng Bắc Bộ. Hãy cùng tôi tận hưởng không gian thi vị này cùng với một món ăn cũng rất là đồng quê, đó là món ngỗng nướng. Ê, anh làm gì đấy ạ? Mình đang chuẩn bị ra bắt ngỗng ạ. Ngỗng ở đây mình nuôi quanh năm hả anh? Không ạ. Mình đây là thường là nhập, nhà mình có một cái trang trại ở nơi khác. Thế là mình chuyển vào đây để thả và làm thịt. À thế à? Anh ơi cho em ra bắt ngỗng cùng đúng không ạ? Em chưa bắt ngỗng bao giờ, muốn thử xem nào. Mời anh em ạ. Vì nước ở đây khá sâu thế nên là chúng tôi phải dùng thuyền để ra ngoài kia bắt ngỗng. Mình nuôi ngỗng mình nuôi từ lúc mà bé đến lúc mà mình có thể thịt được thì có lâu không ạ? Lâu đấy, nó mất thường thường phải mất 5 tháng. 5 tháng thịt nó mới ngon được. Khoảng tầm bao cân là ngỗng ngon hả anh? Nó cũng mà để mà ngon thì nó phải 5 cân. 5 cân? Đây như nhà nuôi đây ạ. Nhìn những con ngỗng lừ đừ bơi xung quanh hồ như thế này, các bạn đừng tưởng là chúng hiền lành, bởi vì bản thân ngỗng là một loài rất hiếu chiến và rất thích đánh nhau. Ôi, con kia bị bắt rồi, mình con kia bị bắt luôn ạ. Bắt ngỗng khá là khó khăn bởi vì các bạn thấy đấy, ngỗng dậy rất là khỏe, được con này thì lại mất con kia. Rồi. Ngỗng hiền nhỉ? Không khỏe lắm ấy. Wow, ngỗng khá là nặng. Nhưng mà tôi nghĩ là hai con này do là chúng tôi đuổi xung quanh hồ từ nãy giờ nên là khá là mệt và nằm ngoan ngoãn ở đây rồi. Hôm nay mình làm món gì ạ? Hôm nay đây là nhà hàng mình có khách đặt trước. Mình hôm nay mình sẽ làm món ngỗng quay. Bây giờ mình sẽ trộn có hành này, một chút tỏi này. Hành tỏi. Một đĩa hạt tiêu này, một đĩa dầu hào này, rồi mình trộn đều, sau đó bắt đầu mình cho vào bụng, cho vào bụng luôn, vào xoa cho nó đều, bụng. Rồi. Xoa đều. Bây giờ mình sẽ cho một chút lá măng mật vào. Lá măng mật. Đây là công việc tôi đã từng làm rất thành thạo. Rồi, bây giờ mang đi nướng là được rồi. Sau khi ra ngỗng nóng đều thì bước tiếp theo đó chính là sẽ thoa mật ong lên toàn thân ngỗng để tạo mùi thơm và tạo màu cho ngỗng. Và đây chính là cơ hội để tôi rút kinh nghiệm lần trước khi làm món lợn quay ở Lạng Sơn. Chắc chắn lần này là màu sẽ đẹp hơn và không bị cháy. Wow, như vậy là món ngỗng đã hoàn thành rồi. Vàng ươm và thơm phức. Và không có lý gì mà chúng tôi không tự thưởng cho mình phần ngon nhất của chú ngỗng sau cả một buổi sáng vật vã với nó. Thơm, các bạn thấy không? Vàng ươm và thơm phức. Và ra thì trông rất là giòn, không biết lúc ăn thì như thế nào. Em ăn thì thấy là ở ngoài da rất là giòn, mà bên trong mình thịt rất là mềm. Đặc biệt là nó không quá bở ấy, mà rất là dai, ngọt. Nếu các bạn muốn tận hưởng hương vị đồng quê ngay giữa lòng thành phố Hà Nội thì món ngỗng quay tại vườn này là một sự lựa chọn không thể bỏ qua.